Hai chào anh em à, chị Lương mình à, từ lúc anh chị Tám. Từ hôm qua giờ quá trời clip hay, clip highlight về S Mark V các bạn ạ. Và đây không phải, à đây cũng không phải một cái loại lệ như vậy. Rất hay luôn các bạn ạ. À, các bạn nhìn thấy đang là đối đầu giữa hai top, top làm trong top không ít các bạn nhá. Gọi là từ top 1 đến top 5 đi. Của cụm server số bao nhiêu nhỉ? Không phải S35 đâu, S35 nó có tay thiên mệnh từ Việt Nam thôi. Của ông bên này S75 hay sao ấy. Ừ như S75, mình nhớ nhầm như vậy. Một trong những cái server hot nhất trong cụ 7X và thậm chí là toàn bộ giới quê hương 98 này luôn. Đấy, cả một hit một em và thiên mệnh đây đều là những game thủ gọi là kỳ cựu của quê hương 98 bản Gaida, quê hương 98 Việt Nam đấy các bạn ạ. Đấy, bạn nào chơi đấy chắc vẫn còn biết. Đúng không các bạn? Một ông thì VIP 15. Một hit một em các bạn nhá, VIP 15. Và thiên mệnh thì như là VIP cũng hai số rồi, không biết VIP 11 hay là 12, 13 ấy. Cũng gọi là VIP hai số rồi. Là gọi như là thiên mệnh thì chơi uy tốt hơn đúng không? Ông một hit một em thì chơi giống kiểu mình, nhưng mà cũng lười lắm. Cũng không có một cái uy lực cao. Thành ra chọn là S-Buck Vai. Hợp lý quá các bạn. Và các bạn nhìn thấy đang ở lượt số 8 rồi. Và chúng ta cùng xem S-Buck Vai cân đôi như thế nào các bạn nhá. Trận này chắc chắn là một trận thắng thì ông mới khoe. Thì thua thì ông cũng chả khoe đâu. カーネフェルの神髄を rồi ok. Đấy, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là gì ấy? Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là Athena với nội tại có hai mạng có thể khắc chế được Esnok của Vice. Tuy nhiên một mình Athena cả thần Vice chứ đúng không các bạn, không làm gì được đúng không, vẫn bị thua khi mà Vice nó có thêm một cái lần khi mà Vice nó có thêm một cái lần gọi là lần nhưng mà Vice không phải nhỉ, nó có rất nhiều lần hồi sinh đúng không các bạn ạ. Tức là Vice khi mà nó không nhảy trúng một vị trí bài nhá, tức là làm sai các bạn, thì Vice sẽ có 3 mạng để nó sửa lỗi sai. Thành ra nó vẫn sửa được, mà mỗi lần hồi sinh xong thì Vice sẽ còn khủng bố hơn cả lần trước khi nó hồi sinh. Thành ra là sai cứ sai đi, vì cuộc đời cho phép chuyện sửa sai là được thôi rồi các bạn. Ok, chúc mừng các bạn nào đã lân được Esoc Vice nhá. Chắc chắn đấy không phải một phép sai, chắc chắn là như vậy.